Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ hai cách bảo quản hành lá nhé các bạn. Để được lâu. Đấy, trong mùa dịch này thì nhiều nơi đang bị cách ly xã hội các bạn. Thì chúng ta mua được ít hành lá về, chúng ta có thể bảo quản để cho hành không bị hư, có thể dùng được trong thời gian dài nhé các bạn. Thì sau khi hành được mình rửa sạch sẽ và mình sẽ dùng quạt thổi cho các cái cây hành này nó sẽ khô khô đi nhé các bạn. Sau khi đã khô bắt đầu mình sẽ tiến hành làm nhé các bạn. Xong các bạn sẽ cắt một cái đoạn gốc riêng ra. Đấy, cái đoạn gốc này mình để riêng ra một chỗ. Cái hành này thì được mình thái nhỏ ra nhé các bạn. Sau khi thái xong mình sẽ cho vào trong một cái hộp. Sau đó ta đậy lắp lại. Và ta cho vào trong ngăn đá tủ lạnh nhé các bạn. Có thể để được vài tháng không hỏng. Còn cách thứ hai là cái gốc này, chúng ta sẽ xử lý cái gốc này nhé các bạn. Đây mình có một cái khay làm đá đây, thì mình cho một ít cát xây dựng vào các bạn. Mình chỉ cho cái mức cát xây dựng chỉ cho một nửa của cái khay làm đá này nhé các bạn. Xong đó chúng ta sẽ dùng hành chúng ta dâm vào đây. Đấy, sau khi mình dâm cái chỗ hành vào đây thì mình chỉ tưới ít nước vào cho nó cái cát này nó ẩm ẩm thôi nhé các bạn, không tưới nhiều. Tưới nhiều là nó sẽ ọng các cây hành này, nó sẽ thối gốc các bạn.
Đấy, ta dùng ít nước ta tưới cho nó có đủ độ ẩm thôi các bạn. Cái hành mà mình thái ra mình cho vào trong cái hộp này, mình cho trong ngăn đá tủ lạnh. Hôm nay là được 1 tuần, thì mở ra cho các bạn xem ấy. Đấy các bạn thấy không? Hành nó vẫn giữ được màu xanh tươi. Mà khi cho vào ngăn đá tủ lạnh xong thì các bạn có thể mỗi lần mà các bạn muốn nấu ăn thì các bạn chỉ cần lấy cái thìa này các bạn bới nó lên. Nó rất là dễ dễ xúc. Đấy, mỗi lần mình chỉ xúc một thìa này là cho vào các cái món ăn của mình là vẫn được cho các bạn. Đấy, nó tơi ra này các bạn. Để trong ngăn đá 1 tuần rồi đấy. Đấy thì còn là cái hành mà hôm trước mình cho vào cái khay làm đá để. Thì bây giờ hành nó đã mọc rồi, cũng được 1 tuần. Nhưng mà do đợt này thời tiết nó nắng nóng quá nên là một số lá bị héo các bạn. Thời tiết nắng gay gắt nên là nhiệt độ trong nhà nó rất là cao nha các bạn. Đấy, khi mà nó hơi thiếu nước thì các bạn chỉ cần tưới cho nó đủ độ ẩm thôi, đừng có tưới nhiều. Tưới nhiều là nó sẽ ủng ra, nó sẽ thối mất gốc. Đây mình có một ít mình làm sau một một vài ngày đấy các bạn. Đấy thì nó đã mọc rồi đây. Đấy, khi nào mình dùng mình vừa tách ra một hai nhánh, mình có thể cho vào món ăn mình làm, gia vị thì mình tách ra một hai nhánh. Đấy thì cách bảo quản hành như này thì cho hành của mình tươi lâu và giữ được mùi vị như ban đầu nha các bạn. Và đến đây mình xin tạm dừng. Các bạn xem thấy có hữu ích nhớ like và chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.